Tưởng chỉ có người sống mới phải vất vả bươn chải cả đời để kiếm tiền mua cho mình và gia đình một căn nhà làm chỗ trú ngụ. Thế nhưng hiện nay, việc tìm mua vài mét vuông đất để chôn cất cho người thân đã qua đời cũng trở thành chuyện hết sức vất vả của những người nghèo. Những người dân nghèo khó khăn có người thân đã qua đời chưa tìm được nơi đặt cốt thì có thể đến tỉnh Long An chúng ta, nơi có nhà thờ Trăm Hộ là địa chỉ hỗ trợ các gia đình khó khăn trong việc thờ tự người đặt cốt. Tọa lạc tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhà thờ Trăm Họ được biết đến là một địa chỉ thiện nguyện miễn phí từ nhiều năm qua. Với diện tích 1,3 hectare, bên trong tòa nhà thờ Tam Thế Phật và 81 vị Bồ Tát. Bàn thờ chính thờ Vua Hùng, Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ. Tháp Tài Lộc gồm 9 tòa tháp, mỗi tháp cao 9 tầng, ngự bởi 18 vị Bồ Tát. Bằng triết lý nhân văn sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng, nơi đây còn có một khu tháp lưu cốt hiện đại và trang nghiêm, cam kết nhận gửi miễn phí vĩnh viễn không phân biệt tôn giáo. Chuẩn bị cho dịp tảo mộ cuối năm, nhà thờ Trăm Họ sẽ tổ chức nhiều hoạt động để người dân tự do tham dự, thể hiện tấm lòng với người thân đã khuất.